Xin chào các bạn, mình là Neo Cường Phạm và hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị về mô hình. Clip trước thì Neo đã ráp xong cái phần khung xương của con mô hình MGEX Stride Freedom, hàng bootleg không phải là của hàng Bandai. Và video này Neo sẽ lại tiếp tục lắp ráp cái phần ráp bên ngoài và cũng như chia sẻ cái trải nghiệm lúc mình chơi cũng như là nhận xét về cái con mô hình này thế nào. Các anh em hãy chú ý theo dõi nhé. Ok, không để các anh em chờ đợi lâu nữa, hãy bắt đầu thôi. Và đây là em mô hình MGEX Stride Freedom đã được Neo lắp ráp xong rồi đây. Mình đã phải mất khoảng 3 ngày trời để lắp ráp được cho cái con mô hình này. Con mô hình này ấy, thì nó không đơn giản lắp như một mẫu MG mà mình cảm tưởng như là phải lắp hai con ấy. Đầu tiên là phần ráp cái phần khung xương cho nó, sau đó thì ráp tiếp cái phần bộ ráp lên. Sau khi ráp chay cho con mô hình này thì mình tiến hành là kẻ panel line, kẻ những cái đường chi tiết nhỏ ở trên ráp của nó. Và sau đó thì là dán các đề can nước lên cho nó nữa để hoàn thành đầy đủ một cái con mô hình như thế này. Sau khi ráp xong thì cảm giác khá là ưng ý nha. Tuy là không được như hàng của Bandai nhưng mà nó cũng cho mình cảm giác được lắp ráp cái mẫu MGEX, được ngắm cái vẻ đẹp của mẫu mô hình Stride Freedom phiên bản mới này của Bandai. Mà mô hình này thì mình mua bên Ráp Hobby Store. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ ship rất nhanh chóng để Neo có thể sớm trải nghiệm với mẫu mô hình này. Ráp Hobby Store rất đa dạng các mẫu mô hình và các dụng cụ chơi mô hình và được Neo tin tưởng. Phải nói là Bandai thiết kế con này đợt này phải nói là hết nước chấm luôn các anh em ạ. Từ cái phần ngoại hình của nó thì mình nghĩ nó được phát triển từ cái con Stride Freedom phiên bản MG trước đây. Nó không bị quá hầm hố hay là vô thành sắc cạnh như là cái con MB đâu, mà nó như được phát triển từ cái con MG và được thêm thắt các chi tiết, thêm các loại chất liệu khác nhau để trông cho nó đa dạng phong phú hơn. Còn đâu vẫn là từ cái
từ cái kiểu dáng của con MG mà phát triển lên thôi. Nó không chỉ về kiểu dáng mà từ cách lắp ráp cũng như là các cái chất liệu của nó rất là tuyệt. Nó được phối hợp từ 5 cái màu kim loại này, rồi sau đó thì là phần ráp màu trắng lên, kết hợp với cả những cái chi tiết của nó nữa. Ok, khen Bandai như vậy là đủ rồi. Chủ yếu em này sẽ là hàng bootleg, thế nên chúng ta sẽ phải đánh giá về cái con bootleg này so với hàng của Bandai thì như thế nào, thế có đáng để các anh em trải nghiệm không. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến cái trải nghiệm lắp ráp, đó là đau tay nhá. Với con này thì mình đã phải dùng lực rất là nhiều này, và cái thời gian lắp ráp của nó cũng kéo dài hơn so với hàng Bandai, thì mình nghĩ phải gấp rưỡi cái thời gian. Đó là thời gian mà mình phải xử lý rồi căn chỉnh rồi gắn vào thử xem cảm giác nó bị quá chặt không. Sau đó thì mình sẽ phải tháo ra và mài rũa chốt và lắp trở lại để cho nó có mức độ khít vừa phải, không bị quá chặt nhưng mà lại cũng không để bị lỏng quá. Nhân đây thì sẽ phải nhắc đến những chi tiết mà mình cảm giác là nguy hiểm, nguy cơ và phải thông báo cho các anh em ngay trước khi mà các anh em có ý định lắp ráp em này nhé. Nếu không thì sẽ có chỗ là bị toang đấy. Mình đã note chi tiết ở trong cái quyển sách hướng dẫn này rồi. Cái quyển manual này không hiểu một lý do gì hay là các bạn design quá lười biếng mà cái phần sai ở trong này cực kỳ nhiều luôn anh em ạ. Nhất là những cái sai về thông tin chi tiết các thứ số má nhé. Ví dụ như ở đây thì hai cái phần đề can số 2 này ấy là không có đâu, mà chúng ta sẽ phải thay là đề can số 5 với số 6. Đầu tiên thì là cái phần backpack, cái backpack của nó là cái nguy hiểm, nguy cơ nhất mà mình muốn nhắc anh em đầu tiên luôn. G2, cái phần chốt này là cũng khá là chặt và để mình đã phải xử lý cái chốt ở cái Q3 này để có thể lắp được vào cho nó nhẹ nhàng hơn. Tiếp theo là đến cái G5 này là cũng sẽ phải xử lý nhá. Đặc biệt đây mình đã phải chú ý là max ở đây luôn, cái cụm cái chi tiết này, cái F29, F23 này. Trời ơi, mới đầu mình cứ tưởng là nó ráp vào bình thường thôi. Đây cái phần chỗ backpack ở đây, mình mới đầu mình đã lắp nó vào, nghĩ là cho nó khít chặt một chút được, tại vì cái phần cánh này nó khá là nặng nên là cho chặt cũng được. Nhưng mà sau khi mình ấn nó vào xong ấy và mình quay nó phát thì nó có tiếng két 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 két. Rồi nghe xót xa dã man luôn ấy, và lúc nhìn vào ấy thì thấy nó bị trắng nhựa rồi anh em ạ. Chết giờ, trắng nhựa ở cái chỗ phần trụ này rồi. Thấy thảm quá, không cẩn thận cái là bị gãy cái chỗ chốt này luôn, rất nguy hiểm. Quả đấy là đau tim thực sự luôn, tại vì mình cứ day để cố rút nó ra nhưng không thể rút được, mà nó cái chốt nó vẫn giữ chặt bên trong, mà mình cố quá thì kiểu gì là cũng bị đứt cái phần nhựa này. Và thôi Tom coi như là con này gãy cánh, mà cái con Stride Freedom này đẹp nhất là phần cánh của nó mà bị gãy thì còn làm nào nữa. Quả đấy thực sự là quá đau tim luôn. Nên là mình đã đầu tiên là phải bình tĩnh và giữ nguyên hiện trường. Tiếp đó là tìm cách để tháo được cái chốt đấy ra để xử lý. Rút mãi không được thì mình đã phải dùng đến cách cuối cùng, đó chính là sử dụng cái cưa. Đây cái cưa của mình dùng cái lúc đấy là mình dùng cái cưa này, cưa tay của hãng Usta này này. Đấy, và sau đó thì mình phải tách cái phần part đấy ra, sau đó thì cưa nó ra và cuối cùng đã rút được cái phần chốt ra rồi. Và sau đó mình đã phải xử lý lại và kiểm tra hết tất cả các chốt của cái cụm này luôn, lắp cái cụm này vào. Anh em phải rất cẩn thận cái này, không là thành thiên thần gãy cánh ngay nha. Sau khi xử lý xong cái phần cánh thì cái phần chốt đã bị mình phá nên là nó sẽ không còn được quá cứng cáp nữa, mặc dù nó vẫn giữ được một chút. Như phần cánh ở bên này thì nó bị tương đối lỏng rồi các anh em ạ. Đấy, nhưng mà như thế này còn đỡ hơn là nó bị gãy cánh. Tôi như thế này mình chấp nhận là nó không được quá cứng cáp, không được quá là chặt, nhưng mà còn hơn là bị gãy cánh ha. Cái này là cái giá mà phải trả khi chơi hàng bootleg đấy. Đấy các anh ạ, rất là nhiều rủi ro. Và mình đã cố gắng làm con này sớm để có thể cảnh báo được cho các anh em được. Vất vả như thế nên là các anh em hãy like và subscribe để ủng hộ cho Neo nhé. Tiếp đến chỗ B6 này thì cái đề can của nó phải là số 15 nha. Chỗ phần cánh tay, cái chỗ T9 này nhưng mà phải thay bằng là T6 mới chuẩn ha. Đây, phần T9 này phải thay bằng T6 này. Cả cái con mô hình này đều bị rất là chặt nhưng riêng cái chi tiết A5 này thì lại rất là lỏng. Chi tiết A5 này chính là ở cái phần gót phía đằng sau của cái con này. Đây, cái vị trí này nha anh em, là nó rất là lỏng. Mình đã đặt vào vài lần và sau đó nó tự động nó rụng ra luôn, rất là khó chịu luôn. Nên là mình đã phải tìm cách là chèn thêm một chút xíu băng dính vào để cho nó có thể giữ chắc được nha. Nếu mà anh em mà muốn chắc chắn hơn thì có thể sử dụng keo để giữ chắc, nhưng mà mình thì dán một chút băng dính ở đấy là ok. Cái vị trí T7 này nó cũng hơi lỏng nhẹ một chút, nhưng mình cũng lắp vào và cũng chưa thấy nó bị rơi ra, không vấn đề gì. Cái phần P1 này hơi dễ rơi, anh em cũng chú ý.
cái miếng E16 này, cái chốt cũng bị chặt nhá, cần phải mài bớt chốt đi thì mới xoay được như thế này này. Cái miếng E2 này nó hơi lỏng nên là đã phải cho keo luôn. Còn cái miếng R13 này cắm vào cái chốt hơi bị chặt nên là cần xử lý ở cái chốt P7 này. Tiếp đến là cái đề can số 12 là không đúng đâu, phải là dùng đề can số 31 nhé. Cái chốt ở chỗ beam effect E4 này là nên cắt đi một chút để cắm vào cái chuôi kiếm nó được dễ dàng hơn. Đây cái pad để kết nối phần backpack với cả cái base này ấy. Chỗ này nó cần phải có một cái mũi tên để biết là chúng ta phải kéo cái miếng này ra. Đây cái trang mà để dán đề can này cũng sai bé bét luôn anh em ạ. Đây ở đây đã có số 34 nhá. Dưới này lại có số 34 nữa, không hiểu như thế nào luôn. Và một vài số ví dụ như là cái số 17 này nhưng thực ra là nên dán là số 19. Nó có một số cái nó khá là linh tinh. Và đó là một số những cái mà mình đã tìm thấy sai sót trong cái quyển manual này. Anh em còn tìm được cái chỗ sai nào nữa không? Chỉ cho mình với nhé. Rồi sau khi thì chỉ ra một số những cái lưu ý khi lắp ráp em này thì mình sẽ nhận xét về cái chất lượng nhựa của nó. Thì chất lượng nhựa của em này, cái loại nhựa mà nó không bị sơn màu các thứ lên ấy thì rất là ngon. Ví dụ như là cái phần nhựa trắng, phần nhựa xám, nhựa đen ấy lắp với nhau cực kỳ khít, cực kỳ chắc chắn luôn. Và mình gần như là đã không phải xử lý chốt tiếc từ gì cả. Sau khi lắp thì nó khá là chắc chắn. Có mỗi một vị trí là bị rơi ra, hầu hết là đều rất là cứng cáp và không có tình trạng bị ọp ẹp nhé. Còn cái phần nhựa màu vàng gold ấy, càng chơi càng xử lý thì mình càng thấy nó kém so với hàng của Bandai. Ngoại trừ một vài cái vị trí mà nó có cái màu gold bóng, ví dụ như là ở phần đầu gối hay là ở trên phần cánh ấy, là nó có tạo độ bóng lên thôi. Còn lại những cái phần chi tiết màu vàng gold khác thì khá là tệ. Đây có thể chỉ cho các anh em, ví dụ như là những cái chỗ vàng gold ở hai bên này, hoặc là phần cổ và đặc biệt là phần trên sừng nhé. Cái phần vàng gold ở trên sừng này, ở trên con Bandai ấy, nó màu vàng cực kỳ đẹp luôn. Nhìn thấy được cái phần sừng gold rất là đẹp và chất lượng, rất là giá trị. Nhưng mà với con này anh em nhìn cái phần sừng của nó trông cứ nhựa nhựa rất là chán đúng không? Nên là một số các chi tiết màu vàng gold là nó không lên được theo đúng ý. Tiếp đến là những cái phần nhựa clear màu đỏ này này. Thì cái phần nhựa clear đỏ cũng là rất hay vì nó có ẩn hiện những cái chi tiết phía đằng dưới khá là đẹp. Nhưng mà của cái con Bandai thì cái màu đỏ là màu đỏ tươi và nó nhìn nông trong hơn, nhìn được bên trong rõ hơn. Còn cái màu đỏ của cái con này nó đậm sẫm hơn và nó cũng không được trong lắm, nên là nhìn nó bị đục xấu hơn nhé. Về phần kẻ panel line thì em này những cái phần line nó cũng tương đối là sâu, bám là khá tốt. Nhưng mà có một số vị trí, ví dụ như là cái chỗ này anh em thấy là nó khá là nông này. Trong khi đó thì một số chỗ giống như kiểu những cái đường line ở cái chỗ này, anh em thấy nó đậm một cách bất thường không? Và rất là dày, rất là thô. Mà với hàng Bandai thì những cái chỗ phần chi tiết này thì đường kẻ nó mảnh hơn nên nhìn trông nó đẹp tinh tế hơn. Còn của con này nó to chả bá luôn ấy. Một số vị trí nó sẽ bị như thế. Nhưng mà nhìn chung là nếu mà không đặt cạnh con Bandai thì cũng khó phát hiện ra những cái vị trí như vậy. Tiếp đến về đề can thì em này sẽ có 3 loại đề can. Một là cái đề can phản quang này. Nếu mà dán được hết ấy, thì nó sẽ tăng thêm chi tiết cho con này rất là nhiều. Nhưng mình chỉ dán một số cái chi tiết trọng yếu thôi. Còn một số những cái nó quá bé như thế này này, mình chưa có thời gian nhiều nên là cứ tạm thời để đấy đã. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ dán tiếp. Tiếp theo thì nó sẽ có đề can nước. Như đề can nước này thì ở đây Neo cũng chỉ dán một số những cái miếng to và trọng yếu trọng điểm như ở phần hai bên giáp vai này, hay là ở phần chân, phần váy của nó thôi, và trên vũ khí và trên cánh. Còn rất nhiều những chi tiết nhỏ li ti khác nữa thì để có kịp thời gian lên video cho các anh em thì mình chỉ dán tạm những cái phần lớn như thế thôi để cho các anh em xem được nhá. Thì với các cái đề can này thì mình đánh giá là nó có độ bóng và nó nổi lên cái màu bạc nhá, nó cũng khá là bóng bẩy và đẹp. Nhưng về độ chi tiết thì mình không đánh giá cao đâu, thì nhìn trông nó không được quá là sắc nét, ở mức độ tạm được và tạm ổn. Cuối cùng thì nó sẽ có thêm một cái tấm đề can kim loại nữa để dán chủ yếu là phía bên trong cái phần frame màu vàng gold thôi. Và sau khi vẫn đắp cái phần giáp lên thì hầu hết chúng ta sẽ ít được thấy nó nữa. Đây chỉ còn một vài vị trí ở đây, ở trên ngực này. Đấy, còn khá ít là chúng ta có thể nhìn thấy được thôi. Cùng check biên độ cử động của em này để sau khi mà đắp giáp lên thì nó có khác biệt gì không nhá. Về phần đầu này, vẫn ngửa lên cao này, gập xuống dưới, ok. Nghiêng trái, nghiêng phải vẫn vậy. Xoay một vòng, ok được nha.
Và ở phần gáy của nó này thì có một cái phần rắc nhỏ ở đây, có thể cử động được một chút để tăng thêm góc gập cho nó. Đến cái phần vai thì vẫn thế thôi, chỉ có thêm một chút xíu phần giáp nên là không bị ảnh hưởng gì, vẫn có biên độ cử động rất tốt đây. Phần giáp nó cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đâu. Phần giáp này đã được đắp thêm nhiều giáp hơn. Và khi này thì mở cái chỗ này ra thì mình thấy được cái chuyển động của nó và đầy đủ các chi tiết nên thấy nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Ở phần giáp này cứ chuyển động một chút và ở đây nữa. Rồi về phần bắp tay, xoay một vòng, cảm giác vẫn còn hơi bị cứng khớp một chút. Và phần giáp này dễ bị đụng vào nhau nha. Đây, phần bắp tay này lập lại vẫn ok nha. Ở phần cánh tay này thì cái phần giáp này có thể di chuyển được một chút. Và ở chỗ có hình kiểu như viên ngọc này thì có thể kéo lên này. Chỗ này sẽ là chỗ chúng ta sẽ lắp cái khiên effect của nó vào. Và bàn tay thì vẫn là một khớp cầu ở đây. Đến phần ngực của nó đẩy ra để thấy được pilot ở bên trong và có phần giáp đắp vào. Đây là cú gập lên phía trước này, cú ngửa ra phía sau. Con này thì cú gập được khá là ít thôi. Ở phía đằng sau thì lúc gập thì chúng ta sẽ thấy được cái phần chuyển động của cái phần lưng này một chút này. Nghiêng sang hai bên, chúng ta sẽ thấy có hai phần giáp màu trắng chuyển động ở chỗ bụng. Và phần bụng này xoay tròn một vòng, không vấn đề gì cả. Và ở chỗ phía dưới hông này của nó cũng có cái phần có thể nghiêng qua được nữa. Mình thấy không cần thiết lắm, tại phía trên đã có phần gập nghiêng rồi ấy. Ở phía dưới nó lại gập nghiêng nữa, không cần thiết lắm. Còn đây sẽ là phần giáp váy này. Phần giáp váy cũng vậy thôi, cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Thì nó đắp được thêm giáp thì đến lúc mà chúng ta mở cái này ra thì tạo được hiệu ứng nó đẹp hơn. Phía bên cạnh bên cái đây là phần váy bên của nó này. Nó là một khớp cầu nên là có thể xoay vặn được khá là thoải mái ở đây ha. Và chỗ này thì sẽ là có một cây súng của nó, có thể kéo ra để thành cây súng cũng như là chỗ để đặt cái chuôi kiếm nhá. Phía đằng sau thì chúng ta cũng sẽ có phần váy sau được đưa lên và cũng có thể được tách ra để lộ cái phần vàng ở bên trong. Phần váy sau này chúng ta có thể đẩy nó xuống dưới như thế này này. Sau đó thì có thể kéo cái phần váy bên vòng ra phía đằng sau như thế này. Kéo vòng hai bên. Khi này thì hai cái phần súng này nó sẽ chập ở đằng sau lưng. Và chỗ này thì chúng ta sẽ kéo cái miếng này ra, có một cái lỗ. Và lỗ này sẽ để mình cắm được cái phần khẩu súng cắm vào đây, để cho nó cất khẩu súng đi và biến khẩu súng thành cái phần váy bên của nó như thế này. Chỗ khớp háng này nó sẽ có một cái khớp mở ra để tăng thêm biên độ ở cái chỗ vị trí này. Đấy, có thể mở được khớp háng rộng ra hơn. Ở khớp đùi xoay được một vòng ok. Đây là cú đá ra trước của nó, cú đá ra sau cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Cú đá sang bên bình thường sẽ bị vướng cái váy, nhưng nếu chúng ta nghiêng cái váy đi và đá lên thì cũng không bị vấn đề gì mấy ha. Đây sẽ là cú gập đầu gối của nó này. Gập được rất là sâu luôn. Gập được tương đối sâu như thế này là đẹp rồi. Và khi gập thì chúng ta sẽ thấy được cái phần chuyển động trượt của cái phần đầu gối khá là đẹp. Nhưng các bạn vẫn phải chú ý cái chỗ này nó cũng hay dễ bị bung ra nhé. Đấy, vừa nói xong đã bị bung ra liền rồi. Gập cái chỗ này vào đây. Đấy, khi kéo thì cái phần đùi của nó cũng sẽ chuyển động trượt theo này. Cũng như là cái phần đầu gối này, nó gập để nó ôm vào cái phần đầu gối để nó không bị hở. Đấy, rất nhiều chuyển động trượt ở đây. Nhưng cá nhân Neo thì lại không thích cái phần đầu gối này một chút. Vì lúc mà gập ra mình thích cái phần đầu gối này nó chỉa ra hướng này một chút này. Chứ ở đây nó ôm hẳn vào, nó hơi giống kiểu con Astray High Resolution ấy. Nó ôm hơi quá, làm cho nó không có sự chĩa ra. Ok. Và phía đằng sau thì vẫn có những cái phần bộ đẩy này. Các anh em chú ý là khi kéo cái phần bộ đẩy ra thì kéo cái phần cái cánh này thôi nhá. Còn cái phần cánh này kéo ra là dễ bị rụng ra ấy. Nên là không nên xả vào cánh này mà nên kéo phần cánh này thôi. Về phần bàn chân thì cũng giống như là bình thường. Nó cũng sẽ có hai cái giáp hai bên có thể chuyển động được. Và có thể cử động được phần bàn chân như thế này. Không khác gì là lúc mà chưa có giáp cả. Đấy, vẫn ngửa được cái mũi chân. Ok. Về phần backpack của nó cũng có khá nhiều khớp chuyển động. Đầu tiên là một khớp trục ở đây, chúng ta có thể xoay góc này và bẻ ở đây. Sau đó thì là khớp trục đôi ở hai cái phần cánh này, có thể bẻ được và nó có thể nghiêng đi được một chút nhé. Ok. Với cái phần cánh này thì chúng ta có thể kéo lên như này để tạo thành mỗi bên là 4 cánh. Và với mỗi cánh thì có thể rút những cái này ra. Đấy, để cho tăng thêm độ sáng loáng óng ánh và để lộ cái phần frame màu vàng gold phía đằng sau ra rất là đẹp.
đây, có thể tháo luôn cả cái phần màu xanh ra. Phần màu xanh này nó cũng như kiểu cái pin funner, có thể bắn và tấn công kẻ thù được. Và đây là MGEX Strike Freedom Gundam và tất cả những phụ tùng phụ kiện vũ khí đi kèm theo bên nó. Nhìn chung là khá đầy đủ cho một mẫu mobile suit điển hình. Nó cũng có những cái phụ kiện rất đặc trưng và mang thương hiệu của em mô hình này luôn. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ có những cái bàn tay. Ở đây chúng ta sẽ có 4 bộ bàn tay. 2 bàn tay xòe rộng ra này, 2 bàn tay là để cầm kiếm này, 2 bàn tay có ngón trỏ đưa ra để cầm súng, và 2 bàn tay nắm chặt. Với bản của Bandai thì mình thấy nó sẽ còn có một bộ bàn tay động nữa, tức là các ngón tay nó sẽ được cử động riêng lẻ với nhau, nhưng mà cũng bị chê khá nhiều. Vì thế mình thấy cái con này nó không được cái trang bị cái bộ bàn tay động đấy, nó cũng không phải là cái vấn đề gì thiệt thòi cả. Nó vẫn có đủ các bàn tay để chúng ta có thể cầm nắm các loại vũ khí của nó, không vấn đề gì cả. Chỉ có mỗi một chút là cái phần khớp cầu ở đằng chỗ cổ tay ấy, nó sẽ hơi chặt nhá, nên là các anh em cần phải mài hoặc là cắt bớt cái chốt ở cái phần cổ tay đi, để cho nó có thể cắm vào và rút ra dễ dàng hơn, vì chúng ta sẽ cắm ra rút vào rất là nhiều. Và với cái phần bàn tay mà mở này ra ấy, thì cái phần cổ tay nó còn có một khớp chữ C để chúng ta có thể xoay trở được như này cơ. Thì chúng ta sẽ cắm cái phần bàn tay này vào cái phần cổ tay của nó. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Tiếp đến thì nó sẽ có cái phụ kiện nhỏ nhỏ mà bình thường với các mẫu mô hình khác thì Neo ít nhắc đến, nhưng mà ở đây thì nó có tận hai cái nên là mình cũng nhắc đến luôn. Đó chính là hai cái mẫu figure người nhỏ nhỏ đi kèm ở trong bộ này. Ở đây thì sẽ có hai con, là một là nữ, hai là một nhân vật là nam, là pilot sẽ lái con Gundam này. Và nếu mà các anh em là fan của dòng phim ấy thì chắc sẽ biết hai nhân vật này đấy. Còn với Neo thì mình chỉ chuyên chơi mô hình thôi chứ cũng không để ý đến phim, nên là có lẽ cũng không biết được đâu. Nó sẽ có tỷ lệ 1/100, tức là nó sẽ bằng 1/100 của người thật của chúng ta, để cho phù hợp với cả cái tỷ lệ của con mô hình này. Rồi đến món phụ kiện tiếp theo, đó chính là hai khẩu súng, và nó cũng là hai cái phần váy bên của con này luôn. Đây, đầu tiên nó sẽ được xếp gọn gàng như thế này này. Nó sẽ có một cái phần chiếu phản quang ở đây, và khớp sẽ nối cái thân bằng cái khớp cầu như thế này, và cái ở vị trí này sẽ để lắp cái chuôi kiếm, thì chúng ta có thể kéo nó lên như thế này để trở thành một cái khẩu súng tầm xa nhé. Thì cái này nó sẽ có màu xanh nhạt và nó có một số những cái chi tiết màu vàng gold để nổi lên, nhưng mà các anh em có thể thấy rõ ràng là những cái phần màu vàng gold này của nó khá là xấu đúng không, và nó còn nhiều cái chi tiết để lộ cái phần nhựa được sản xuất nó hơi xấu, nên đến lúc mình xử lý nó cũng hơi khó khăn, nên nó thành những cái vệt khá là xấu như này. Đấy, bình thường thì cái này nó sẽ được gấp vào và lắp vào phía bên cạnh hông của con mô hình như thế này. Đấy, và nó sẽ trở thành phần váy bên của con mô hình nhé. Tiếp đến là vũ khí cận chiến. Chúng ta sẽ được cho hai cái phần chuôi kiếm màu trắng và hai cái lưỡi kiếm beam saber màu đỏ, nó kiểu màu đỏ đậm ấy. Và phần chốt này thì mình đã phải cắt đi một chút này. Đấy, để cắm vào nó không bị quá chặt, để đến lúc rút ra là không bị gãy cái phần chốt nhỏ này. Nhiều mô hình là nó cũng bị gãy cái phần chốt là chúng ta mất luôn cái thanh kiếm. Đây thì nó sẽ có cầm hai cái thanh kiếm beam saber như thế này, và hai thanh kiếm này có thể chập vào ở đây và trở thành một cây kiếm lưỡi đôi, nó giống như kiểu trong Star Wars vậy. Cái kiểu này cũng rất là hay ha. Và để con mô hình cầm vào thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại bàn tay mà nó có tay nắm như thế này, mở ra và lắp đúng phần chốt này vào, cắm vào bàn tay, sau đó thì lắp lên con mô hình là xong, ok thôi, không có gì khó khăn cả. Khi không sử dụng đến thì chúng ta sẽ cất cái phần chuôi kiếm này vào cái phần váy bên của nó, đây gắn vào, và cái phần váy bên này có thể xoay một số góc như thế này, và mình thấy nó gắn khá chắc nếu mà mình không có tác động lực gì. Nếu mà mình không tác động lực gì quá mạnh thì nó cũng khó bị bung ra lắm. Nên là nếu để như bình thường này thì cũng khá là khó bung ha. Tiếp đến với vũ khí tầm xa thì nó sẽ có hai cái khẩu súng như thế này. Đây là hai khẩu súng được thiết kế lại, trông vẫn mang cái phong cách của cái khẩu súng từ cái bản MG trước, nhưng mà có sự cải tiến hơn, hầm hố hơn, và vẫn có những cái màu đặc trưng như màu xám này, trắng này, xanh, và điểm nhấn một chút màu đỏ và vàng gold. Nói chung đây là một thiết kế rất là đẹp luôn. Nó có thể kéo ra cái phần tay cầm súng như thế này và rút ra để lộ cái phần màu vàng gold và tăng thêm chiều dài của cái khẩu súng này. Phía đằng sau thì nó có thể kéo ra một chút nhá. Rồi cái này cũng thế, nó cũng có thể kéo ở đây ra và nó xoay cái chỗ đầu này lại một chút này, để chúng ta sẽ cắm tiếp nối cái phần khẩu súng bên này, thì lúc đó thì nó sẽ thành một cái
khẩu súng trường rất là dài luôn đấy, để có thể tấn công tầm xa. Khi không sử dụng đến thì có một cái chốt này chúng ta sẽ kéo ra này. Với cái chốt này thì chúng ta sẽ lắp ở phía bên cạnh hông của cái con mô hình nhá, để cho nó cất đi khi không sử dụng đến. Tiếp đến sẽ là hai cái phần effect để tạo thành cái khiên năng lượng của nó. Đây sẽ là hai cái tấm effect mà nó có màu xanh ngả tím một chút. Và cái tấm effect này về cơ bản thì nó cũng khá là cứng cáp và chắc chắn nhé. Và nó cũng được cắt ra sắc nét ok. Về màu sắc thì nó sẽ là cái màu xanh clear và có một chút hiệu ứng màu tím. Mình cũng đã xem cái bản của Bandai rồi. Và với Bandai thì nó lại còn có những cái chấm óng ánh kiểu như là kim tuyến cơ. Nhưng với cái bản này thì nó sẽ không có, nên nó sẽ kém độ đẹp hơn so với bản của Bandai. Để cho con mô hình cầm cái khiên này thì cũng hơi phức tạp một chút, khi chúng ta sẽ phải tháo một cái miếng ở phía bên cái giáp tay của nó ra, sau đó thì cắm cái phần effect này vào, rồi lại cắm trở lại miếng màu vàng kết hợp với cái màu đỏ clear, và nó đã được cầm cái khiên này. Và ở đây thì lại được cho hai cái, có thể là để lắp được vào hai bên cánh tay, nhưng thường thì mình chỉ lắp một bên cánh tay và bên tay kia thì sẽ cầm kiếm chiến đấu cận chiến chẳng hạn ấy, nên là hai cái thì có vẻ là hơi xông xênh và thừa thãi một chút ha. Và tiếp theo, phụ kiện làm nên thương hiệu của em mô hình này đó chính là cặp cánh ở phía đằng sau lưng, một cặp cánh rất to và hoành tráng và được thiết kế cũng cực kỳ đẹp luôn. Ở đây thì sẽ có phần khung frame màu vàng gold này, và bên ngoài sẽ là cái phần nhựa màu đen cũng như là kết hợp với những cái phần màu xanh dương như thế này. Về cá nhân mình thì về cái bản trước phiên bản MG của nó thì cái phần màu đen này thì nó là cái màu xanh đậm, nó có thiên sang một chút xanh cơ, nhưng với con này thì nó lại chơi hẳn màu đen luôn, thì mình vẫn thích cái màu xanh đậm kia hơn, cảm giác nó có sự liên kết với cả cái phần màu xanh ở đây. Nhưng mà ở đây thì có thể họ nghĩ là màu đen thì nó sẽ ngầu, cool ngầu và ấn tượng hơn chăng. Và khi nhìn sát vào thì sẽ thấy được những phần thiết kế rất là cầu kỳ chi tiết ở đây ha, rất là nhiều tầng lớp màu vàng này, màu đỏ, màu xanh, các thứ đan xen nhau kết hợp với cả những cái miếng kim loại nữa, rất là ấn tượng. Và cái này thì lúc kéo ra thì nó còn để lộ những cái phần cái frame màu vàng gold trông rất là sang chảnh ở phía bên trái, phía bên đằng bên trong nữa. Có thể rút hẳn cả cái này ra nhưng mình thấy nó hơi cứng nha. Hơn mình thường thì mình cũng thường hay để như này thôi là đã đẹp rồi. Nó lộ cái phần vàng gold óng ánh ra. Nó có thể kéo lên thành hai cặp cánh và mỗi bên thì sẽ có bốn cánh, tổng cộng có 8 cánh như thế này. Trông nó rất là hoành tráng luôn. Và để lắp lên con mô hình thì đơn giản là chúng ta sẽ có một cái chốt hình chữ nhật phía đằng sau, và phía đằng sau lưng của con mô hình cũng có một chốt chữ nhật và chúng ta sẽ cắm vào thôi. Nhưng mà sau khi cắm vào thì chắc chắn là cái phần backpack này rất nặng và con mô hình khó mà có thể đứng thoải mái. Thế nên là bắt buộc chúng ta sẽ phải cần đến một cái base. Với cái base này thì nó lấy nguyên giống như là của Bandai. Và cái base này thì nó cũng khá là cơ bản thôi, không có phải là cái kiểu base được chế riêng cho con này. Và nó có những cái phần chốt rất cơ bản mà chúng ta đã biết. Cái base này mình không đánh giá cao lắm vì nó hơi bị hạn chế cái tầm chuyển động của cái con mô hình, không tạo được có nhiều dáng thoải mái với cái phần base này. Và để con mô hình này có thể đứng trên cái base này thì chúng ta sẽ cần phải có thêm một cái chi tiết này các bạn, một chi tiết ở phía trong bộ này dành riêng cho con này thôi. Thì ở cái phần backpack nhá, ở chỗ phía dưới đây, chúng ta sẽ kéo cái miếng này ra một chút và lắp cái phần chi tiết này cắm vào phần lỗ đấy, đấy, để cho nó giữ cứng cáp ở đây. Còn cái phần phía đằng có cái chốt đằng sau sẽ để cắm vào cái phần base như thế này nhá. Mình sẽ cắm cái backpack này vào phía đằng sau lưng của con Stryfield và nó vào rất là cứng chắc và vững chãi, và mình sẽ phải điều chỉnh một chút để cho nó có thể thoải mái được. Với các mô hình khác thì thường cái base nó sẽ được cắm vào hông của cái con mô hình, nhưng với con này thì nó được phân bổ lại lực và nó được cắm vào cái phần backpack của con mô hình, khiến cho nó phân bổ lại lực và nó không bị dồn lực xuống cái phần hông của nó. Cái này là rất tốt vì cái phần backpack này rất là nặng, nếu mà cắm vào phía hông ấy thì nó sẽ bị ngửa ra phía đằng sau, nó không đỡ được cái phần backpack rất nặng này. Cái phần này nó sẽ đỡ vào phần hông, nó sẽ ok hơn rất nhiều. Rồi. Rồi, và sau bao nhiêu nỗ lực lắp ráp thì cuối cùng em này cũng đã hoàn thành. Đúng là cần phải biết lắp ráp và biết tinh chỉnh và xử lý những cái lỗi sai lặt vặt của em này thì mới lắp được hoàn thiện, cũng như là để cho em nó có thể vận hành được tốt nhất. Gập bẻ tay hay là gập bẻ chân nó không bị gãy hay là bị cứng và có thể bị hỏng trong tương lai được. Vì thế cái mẫu mô hình này chỉ nên dành cho các anh em mà đã có kinh nghiệm thôi nhé.
Nhìn chung là em này có khá là nhiều vấn đề, nhưng mà nếu biết cách xử lý và chịu khó một chút thì chúng ta cũng sẽ được một cái mẫu mô hình cũng khá là ưng ý với cái mức giá mà chúng ta bỏ ra. Ok, vậy là Neo đã hoàn thành xong việc review cho mẫu mô hình MG-EX Stride Freedom, nhưng mà là hàng bootleg của các pháp sư Trung Hoa. Một cái mẫu mô hình mà có ngoại hình rất là đẹp, bắt mắt, các chi tiết giáp với nhau rất là khít và chắc chắn, cử động cũng cứng cáp, khá khá những cái lỗi mà cần phải fix trong quá trình chơi. Nhưng mà thực sự mình khuyên là nếu mà có điều kiện hãy chơi hàng Bandai để có được cái trải nghiệm tốt nhất với cả cái em này nhé. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ like và subscribe để không bỏ lỡ những video trong tương lai của Neo Cường Phạm nhé. Cảm ơn các anh em và hẹn gặp lại. Bye bye.